Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến cho anh chị em mình mẫu tay ga phân khối lớn đó, kiểu dáng ADV nhé, để cho anh chị em mình đi chuột viết thì cũng khá là thoải mái. Xe này thì nó to lắm anh chị em mình ạ. Mẫu này là mẫu tay ga cỡ lớn của nhà Yamaha. Thì con xe này nó thuộc hàng siêu lướt rồi, đi có 3.000 km thôi. Xe thì đã được đóng 5% thuế. Anh chị em mình mua thì về đâu bây giờ, thành phố nào cũng chỉ đóng 1% thuế thôi, rất là rẻ, tầm khoảng cỡ triệu bạc. Đó, xe lướt, đồ zin còn đủ hết nhá. Hai kiếng này, sổ sách này, chìa khóa này, không thiếu một món gì luôn từ lúc nhà sản xuất đưa ra. Xe của em biển 66, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, 00069, biển cũng khá là dễ nhìn. Con xe này thì nó đời là đời 2023 nhé. Đây, năm sản xuất là 2023. Rồi, đây, 181kg, 292cc nhé. Đó, sản xuất xứ thì là của Indonesia, lắp ráp tại Indo. Xe thì dàn áo đã được bọc keo mới, cứng cựa, coi như là không một vết chảy luôn. Vừa mua xong là bọc keo trong bảo vệ luôn rồi. Với một con xe lướt này thì bên cửa hàng em sẽ bán cho anh chị em mình là 133 triệu. Con xe này thì nó thật là không một chỗ chê luôn, đĩa của nó này, thậm chí là nó còn phẳng lì luôn, nó vẫn còn một cái đường gợn gợn của đĩa mà chưa chạy luôn á. Đấy là khiêm tốn rồi đấy. Ốc tán này trắng bóc luôn này, như mới luôn này. Đó, bánh trước sau thì chắc chắn là chưa mở rồi. Đó, két nước thì đẹp mỹ mãn luôn, chưa xếp một lá nào hết. Đây, quay kỹ cho anh chị em mình xem. Anh chị em mình lưu ý nhá, xe này thì em cam kết là ô tô chuẩn, một đời chủ. Ô tô của nó chính xác là 3.146 km. Tất cả mọi chức năng của xe hiện tại là vẫn đang hoạt động tốt nhé, không hề báo lỗi, và con xe này nó còn bảo hành hãng, anh chị em mình yên tâm sử dụng nhé. Xe này anh chủ đi kỹ lắm. Này, cục máy này, dã man chưa, như cái kiếm béng à. Ốc tán gọi là trắng bóc luôn. Đây. Đấy. Bô này, đến bô còn chưa một vết xước luôn. Đây, em quay cục máy cho anh chị em xem. Xe này thì nó thích hợp với những cung đường, ví dụ như là anh chị em mình đi tour này. Cái này đè của nó thì nằm ngay đây. Đó. Nó rất là nhiều công dụng luôn, có kết nối điện thoại các thứ cho anh chị em đi nhé. Rồi, một con xe lướt này thì nói thật là không cần gì phải diễn tả gì nhiều, vì bảo hành thì nó cũng có bảo hành hãng rồi, quá uy tín rồi. Đó, giá em bán con Yamaha X-Max 300 này là 133 triệu. Xe là sẽ cam kết chuẩn chỉ cho anh chị em mình nhé. Rồi, số điện thoại của em là 0974847553. Anh chị em mình mà có yêu quý cái dòng mô tô tay ga mà phân khối lớn này thì có thể liên hệ qua cho em nhé, hay em sẽ có thể bớt cho anh chị em mình một chút nữa. Rồi, cảm ơn anh chị em đã coi đến cuối clip. Xin chào tạm biệt.